Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Tình đang đi trên một con đường quê rất vắng vẻ thuộc ấp Lũy, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì Tình vô tình nhìn thấy một cái ngôi miếu rất là kỳ lạ, có tên là Miếu Ba Ông. Tình có trò chuyện với một vài quý cô bác anh chị sinh sống khu vực nơi đây, thì quý cô bác anh chị chia sẻ ngôi miếu này đã có hơn 200 năm. Và càng trò chuyện thì Tình càng bị cuốn theo bởi cái sự tích rất là ly kỳ về Ba Ông. Từ lúc mới sinh ra có cái diện mạo, có cái khuôn mặt rất là khác người. Một ông thì có khuôn mặt màu trắng, một ông thì có khuôn mặt màu đỏ, ông còn lại thì có khuôn mặt màu đen. Cả ba ông bị người mẹ của mình bỏ vào trong cần xé cho nhịn đói suốt 7 ngày 7 đêm, nhưng mà cả ba ông đều không chết. Sau này ba ông bị thực dân Pháp giết đi, thì người dân xung quanh nơi đây cảm nhận được cái tâm linh đến từ ba ông, và mọi người quyết định thành lập lên một cái ngôi miếu có tên là Miếu Ba Ông. Chú ơi, ngày xưa cái ngôi miếu Ba Ông này là ở ngoài bờ sông hả chú? Hồi xưa là ở ngoài mé sông Cần Giuộc á. Dạ. Là cái sông nhỏ xíu mà cái thời chiến tranh sông nhỏ xíu à. Rồi giờ bắt đầu phải lỡ vô một lần sau hòa bình bắt đầu mới gần, chưa hòa bình chứ. Rồi mới giờ vô là lần hai là ở phía ngay chỗ ở sau bãi cát này nè. Vô giờ vô đây nữa là lần ba nè. Tại sao lại có cái tên là Miếu Ba Ông thì chú? Miếu Ba Ông là nghe mấy ông già lớn tuổi mà ông kể, với lại ông nội của tôi á, là hồi xưa là ông đốt nhang đây là trong kiến hội Lê á, là ông kể lại là hồi xưa là cái bà dòng hội Lê là ngày xưa thời Pháp lận, rồi bắt đầu á bà mới sanh ra là ba người con, một ông là mà mặt đỏ, rồi ông á là mặt trắng, một ông mặt đen đó, ba ông vậy đó. Cái thời Pháp á, người ta mới kêu là bả ủ cho ba ông này chết chứ để sống thành quan trạng là không có được. Thì đó tôi cũng nghe kể, ngoài ra tôi cũng không rành mấy đó. Rồi bắt đầu bả mới sợ đó, bả mới đem bỏ vô cần xé, bắt bỏ vô cần xé ủ 7 ngày 7 đêm, không mình lật lên bắt đầu dở lên là không chết. Ghê chú. 7 ngày 7 đêm lật lên không chết đó. Đây nè, ở trong đây là bố ông bác tôi là bên dùng họ gần luôn, trong kiến hộ Lê luôn. Đây nè, là ông già của ông bác ra tôi trong đây là lập miếu thờ nè. Bắt đầu cái mới lật úp trở lại, nó bắt phải lật úp trở lại là mấy ngày nữa mới chết. Coi như lật cửa 7 ngày 7 đêm không chết, mà hồi còn nhỏ mà mới đẻ ra mà mới sanh ra mà. Đó, rồi bắt đầu 7 ngày 7 đêm không chết rồi xong cái bắt lật úp lại bắt đầu ba ông mới chết xong rồi đem lên trên cái chỗ cái đường Phước Thới nè, có cái đường vô cũng xa mà tôi cũng đi tả mộ lần tôi biết, cũng có cái tháp mà tháp nhỏ, tháp này người ta lập cái tháp đơn sơ là nhỏ à, mà ở trên đó là người ta nuôi trâu á, trâu bò lên là gãi cẳng á. Châu mà nó đi lên cái tháp của ông là bẻ gãy cẳng ráo luôn á. Ông nuôi châu chú? Ông nuôi châu ông nói mà. Rồi chưa nắng mà chú khỏe con mà con nổi da gà lượn lượn luôn á chú. Không, cái đó nó thật. Tại vì người ta nuôi châu ở trên đó đó, cái ông nuôi châu sát bên cái tháp ông á, tháp ông á. Ông leo lên cái là bẻ gãy cẳng châu quỵ tại chỗ mà. Châu bởi ông nuôi châu ông đâu dám cho châu bò lên đâu. Rồi kỳ lên lấy cốt ba ông á là nói chung là nhỏ trời. Thời Pháp tới giờ là lâu lắm rồi, tôi đi lên tôi lấy vật còn có miếng dán, mà miếng dán tí nị nị thôi chứ còn như đâu có xương cốt gì đâu, một nét hết rồi à, hồi nhỏ là một đó à. Hồi xưa là ta đâu có tạc tượng gì, hồi xưa bắt đầu cái chết, khi chết xong bắt đầu mới là đạp đồng lên bắt phải lập miếu thờ, chứ nếu mà không lập miếu thờ là bắt hết cả dòng họ Lê á, cái dòng họ Lê đó đó. Rồi bắt đầu mới lập lên cái miếu thờ, đó là thờ người kia, xong sau cái này xong lỡ mới giờ vô đây nè. Rồi cái hồi xưa là đâu có biết sao đâu, tại ba ông còn nhỏ đâu biết sao đâu mà lập tượng lập đồ thờ, mà hồi xưa đâu có lập tượng, lập tượng thờ là tụi Pháp nó bắt hết cả dòng họ sao. Rồi mới lập thờ ba ông bằng ngựa không à, ba ông ngựa là chống là ngựa đỏ nè, rồi một ngựa nè, ngựa đỏ rồi ngựa trắng rồi ngựa đen đó,
là mặt đỏ trắng lên á. Còn này à, chú nổi da gà mấy lần rồi đấy chú. Tại vì chú rút nhang ở đây, chú nhang ở đây là ba đời đó. Cái đời của ông nội chú, xong rồi tới đời của bác chú, xong rồi tới đời chú, là ba đời rút nhang á. Rồi chú rồi mới ba đời á. Có một cái tình tiết mà chú chia sẻ với con á, là ngày xưa khi mà người mẹ sinh ra ba người con á, thì thực dân nó thấy là ba ông có ba cái diện mạo khuôn mặt rất là kỳ lạ. Rồi, kỳ lạ. Thì nó mới nói là phải giết. Nhưng mà lúc người mẹ mang con bỏ vào trong cái tuần xé là trong suốt 7 ngày 7 đêm đó là không có cho ăn uống, nhưng mà ba ông vẫn còn sống luôn hả chú? Đúng rồi, mà nhưng mà có cái bà chị hai là bà bữa đây bà cũng về để bà cúng, là bà cũng ngồi bà nói là hồi đó là cái bà mẹ đó đó mang thai ba ông này nè, cũng như là ở chợ khi mà đi, khi mà mang bầu, khi mà đẻ cũng như cốt ánh hào quang gì đâu mà trên đây nè, trên trán á, mà giờ đi vô sanh đẻ cái lấy khăn chùm lại chứ đâu có dám mà mở khăn ra, mở khăn vải ra thấy hào quang gì ta sợ bỏ chạy chứ hồi đó vậy đó. Nghĩa là lúc vừa mang bầu thôi là đã có những cái hào quang phát sáng rồi. Đúng rồi, có phát sáng là hồi xưa đó. Mà ngày xưa khi mà sinh ra ba ông thì có ba cái khuôn mặt và ba cái màu sắc nhiều, chắc như giờ sinh bên đây người ta chắc cũng hãy hút cái nào thôi chú ha. Thì ba khuôn mặt ba màu sắc khác nhau á. Rồi bắt đầu tuổi Pháp nó, hồi xưa cái thời Pháp nó mới nói là ba để ba ông này sống lên là không được, sau này là trở thành quan trạng gì đó, cái thời Pháp nó ghê lắm. Bắt đầu nó bắt bả mới giết, giết chết chứ không giết chết là nó giết cả dòng cả họ, cả dòng họ Lê sao. Cái đó là mấy ông lớn kể lại bằng sự thật đó. Ừ. Chứ mình có biết ở đâu, tôi đời cháu chắc luôn nữa, tôi đâu có dành, mà tôi cũng vẫn hỏi kỹ lắm. Tại vì mình đốt nhang mình phải hỗ trợ kỹ, đúng không? Cái miếu của ông này là cái miếu trong cái kiến hộ lê của tôi xưa tới giờ á, cái kiến hộ lê đó, luôn ở trong kiến hộ lê đó. Có nghĩa là chú cũng là một trong những người thân tộc với ba ông? Ừ, trong kiến hộ lê mà. Tính đến thời điểm hiện tại chú là người đời thứ mấy rồi? Tôi đốt nhang là ba đời rồi đó. Tôi biết là tôi ba đời thôi, chứ còn đời trước ai đốt nữa không tôi không biết. Hiện tại là chú bao nhiêu tuổi rồi nha? Nay là mấy rồi? 56. Ba đời thì mình tính trung bình đi, mỗi một đời. Cái đời ông nội của tôi 70 năm, ba đời là 210 năm, cộng thêm với chú là 50 năm nữa là cũng hơn 260 năm rồi. Đúng rồi, đó, ba đời rồi đó. Lúc nãy chú có chia sẻ là ba ông về đạp đồng là nhập vô những người thân tộc của mình, đạp đồng vô cái người mà lên đồng lên bóng gì đó, người ta nhập vô á, cái dạng như là họp rồi bắt đầu mới nhập vô và bắt phải lập miếu để thờ đó, chứ hồi đó lập miếu nhỏ nhỏ à, đâu có miếu lớn như vậy. Miếu lớn như vậy người ta bỏ tiền vô, người ta ủng hộ nè mới làm miếu lớn, là xây miếu lớn, là chứ hồi đó miếu nhỏ nhỏ mà miếu nhỏ không lớn. Còn nếu mà không lập miếu thì cả dòng họ phải đúng rồi, bắt hết cả dòng họ đó mới lập miếu lên thờ đó, chứ đó đâu có biết thờ là gì, mà ổng đâu có biết là sao mà lập tượng lập gì đó, cho nên mới lập lên, mới lập đồng lên, nó bây giờ lập lên ba ông ngựa để thờ đó, mới thờ ba ông ngựa không đó. Hồi đó chết á, chết ba ông chết là đem chôn ở trên kia, mà miếu thì thờ ở đây, tại thời chiến tranh mà. Hồi đó là cái sông này nó nhỏ xíu, rồi cái sông Cần Giuộc này là nó nhỏ xíu à. Trời, tôi biết, hồi tôi biết là tôi lộ qua lộ lại còn mấy lần được mà. Thế rồi tôi là còn thời Mỹ mà. Thì từ năm mấy tuổi thì lúc đó là Mỹ còn mà. Giải phóng năm 75. Đúng rồi. Trước năm 75 thì tôi cũng 6-7 tuổi gì đó, bạn không biết nói vụ gì đi. Thì mình giờ cái đợi ông nội tôi thì thời Pháp thì đúng rồi. Thì ông nội tôi biết á, rồi nó giờ bắt đầu tới đời ông
bác tôi đốt nhang xong hết đời tôi và tới đời tôi. Đời tôi là ba rồi á. Ngoài việc có người nạp động lên đó, thì những người thân trong gia đình của mình nó có ai thấy những cái hiện tượng lạ về ba ông không? Nằm mơ thấy là mấy ông hồi xưa thì khi mấy ông cái dạng như là nằm mơ thấy thì chắc không hồi đó mình không biết tại không nghe nói, chứ nhưng mà hồi đó là cái miếu ngoài kia kìa, ngoài sông giữa sông á, thì hôm mà nửa đêm mà để mạ để đồ bắt đầu mấy ông nằm ngủ đang giữ mạ đó, ngủ nửa đêm cái nghe trong miếu mà ngựa chạy lộc cộc về đó, ông mới hết hồn không sợ đó. Cái gì vậy chú? Ừ, còn chú nè, hồi lúc cái miếu mà cũ ngoài này còn nè, hồi đó là có bụi tre với chỗ mà cúng binh gia, chú đâu biết đâu, nhỏ binh gia mình ngủ giấc trưa như vậy nè, nửa giấc trưa giấc khoảng là 10 giờ mấy rồi 11 giờ nè, mà chú đang nằm giống vậy nè, nằm ngủ và đè chú ngồi dậy, rồi chú thấy ghe xuồng vô đây đi chơi, bắt đầu chú mới ngồi dậy cái đè chú xuống, cái tự nhiên cái mình thấy cái gì đang thui thù, mình thấy mẹ giáo, cái thấy tự nhiên không phải ngay miếu này mà chú nó giấu đâu, chú nói bằng chưa, bắt đầu tự nhiên thấy chú xuất hồn ra, chú đi vòng ủa mình làm giống gì sao mình vậy không được, giờ thôi mai mốt đừng ra đây ngủ nữa, chỗ này không nên, rồi thôi là chú sợ tới giờ không bao giờ dám ra nó ngủ lần nào nữa, giờ sau này dời miếu vô đây luôn. Vậy chứ giờ vô đây cũng lên đó mà cái thằng thanh niên của chú này bên đây này ha, qua ổi nó biết là kỳ mà có ở đây có cây bàn còn đây chưa có tất cái ngày trong cái nhà này, cái nhà này còn nhỏ tất cái ở đây có cây bàn, tối ngày đùng đùng với chú chiều nó qua dội dùng cái đèn đó, sợ ăn trộm á, mình sợ ăn trộm, nó vừa qua dội đèn xong về ngủ bị đè thấy bà luôn, nó cũng sợ luôn tới giờ mà nó cũng kiên nhiều lắm á. Cái gì ghê vậy chú? Ừ thì cũng đây chứ mấy năm nay chứ đâu có gì đâu sao lạ đâu. Con nhìn thấy chú có một cái phong thái rất là bình tĩnh luôn á, con nghĩ chú trước đây cũng là một trong những người thường xuyên tham gia những cái lễ hội miếu đình đúng không chú? Thì hội miếu đình thì chú cũng đi cúng hội miếu qua lợi hoài bình thường. Tại vì con nhìn cái phong cách chú nói chuyện á, nhìn rất là điềm đạm và rất là bình tĩnh, nhưng mà khi mà chú ngủ ở ngoài cái nước tủ nó cập mấy xong á thì bản thân của chú lại bị đè. Đúng rồi, mà ban ngày à chứ không phải ban đêm à. Ban ngày luôn. Ban ngày á. Lúc đó là nó tầm khoảng mấy giờ hả chú? Cái đó khoảng 10 giờ mấy, gần 11 giờ. Ừ. Cái đó là ban ngày à. Mà những người thường xuyên đi cúng miếu rồi đi tham gia những cái lễ hội trong đình á thì nặng muốn vía lắm. Hình như là không có sợ. Đúng rồi, chú đủ không có sợ. Tại vì có một cái là mình nó ra ngoài mình ngủ á là mình thấy gì cái đẹp kỳ quá phải không? Mà ban ngày nữa. Giờ thôi giờ ra mình không có dám vô đó mình ngủ nữa vậy thôi. Còn mà như bây giờ chú đốt nhang rồi bình thường như đây rồi bao ông hộ chú đâu có sợ gì đâu bình thường. Cái thời điểm mà chú bị đè chú có nhớ là lúc đó là cái bóng đó là nam hay nữ? Lúc mà thời điểm mà chú bị đè xuống là coi như chú không có thấy gì hết á, nói chung đè tối thui tự nhiên mình xuất hồn ra mình đi một vòng chứ mình không thấy ai, nó thẳng vậy đó. Như sức cái hồn ra đi vòng vòng mà cái xác mình nằm mình còn chỉ luôn, ủa xác nằm dày đây mà, ủa mình nằm dày đây mà sao mình dậy không được, mà xuồng ghe nãy mình thấy gì chơi đó giờ mà sao ủa mình dậy không được mà xác mình nằm đây vậy, cái bắt đầu cái nói chỗ này nhưng mà không phải là cái chỗ để ngủ, ủa đi về đi vậy, cái đi vòng trở lại về cái mình nhập xác vô đàng hoàng á, nhập hồn vô xác đàng hoàng mới ngồi dậy vì cho mình thấy rõ vậy mới ghê chứ mới sợ đó. Nhưng mà là lúc đó là chú chưa có đốt nhang. Chưa có đốt. Sau này chú mới đốt rồi. Sau này ông quát ông già ông tủ như là ông chết rồi thôi mới chú mới vô đốt. Còn cái thanh niên mà ở gần đây á dọi đèn ban đêm là đi vô trong cái miếu này dọi đèn luôn hay sao chú? Dạng như đứng ở ngoài đó đứng ở ngoài cái cổng đó dọi đèn vòng vòng vô cái miếu này, tại vì chú kêu nó đúng không? Em qua em dội đèn dùng bên miếu coi, tại vì chú không có đèn pin, nó có chú mới kêu, tại lúc đó chú sợ trộm vô nó lấy ba cái đồ á. Dạ. Mà thiệt sau này cũng vô lụm ba cái đồ đồng, lấy mẹ giáo ba cái đồ đồng hạt đồng trong đó lụm giáo trộm lụm á. Trời ơi. Rồi bắt đầu nó vô nó dội xong vậy về nó bị đè đó, nó đâu có nói chú đâu, sau này nó mới nói chú biết chứ chú đâu biết.
Và từ đó đến đến bây giờ là khách dám ra đây dọa đèn luôn? Không, không dám nữa. Tôi sợ. Đó, cái thằng quán dịch vụ xây dựng sao nhà chú đó. Dạ. Trò chuyện với chú cũng khá là lâu nhưng mà con chưa có được biết tên của chú. Chú có thể cho con cùng với mọi người biết chú tên. Tên Hoàng. Dạ. Dạ thưa chú Hoàng, chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết ngày lễ cúng miếu của mình thì rơi vào ngày nào để cho quý anh chị bà con cô bác gần xa có thể biết đến đây và thắp hương để coi như là cầu bình an cho gia đình mình đó chú Hoàng? Nói chung là trong cái kiến họ, nhưng mà hồi xưa thì trong cúng trong kiến họ, chứ còn bây giờ đó thì coi như là ai tin tưởng không có nói là trong cái kiến họ Lê. Thì giờ họ Nguyễn, họ Trần, họ gì không biết, nhưng mà người ta tin tưởng, người ta tới cái miếu Linh Thiêng, người ta biết, người ta tới thì người ta giếng qua ông. Cái hôm ta vô ta đốt nhang, ta cúng hương, ta giếng qua ông thì mình tiếp hết chứ không có gì hết đó. Đó nói chung là ngày 11, 12 tháng 2 là ngày ngày vía của ba ông đó, là ngày cũng như ngày giỗ đó. Nhưng mà ở đây mình nói ngày giỗ ông chứ là cái nói đúng ra là cái ngày quý kỵ là cái ngày vía của ông đó. Thì ba tánh ở gần xa người ta biết, ta tới ta cúng giếng rất là nhiều. Thí dụ như ở đây ở Vũng Tàu cũng có nè, ở Lê Minh Sơn về cũng có nè, rồi ở trên thành phố gì là chỗ nào người ta cũng về, là có khi ta đi xe 16 chỗ hay mấy chỗ luôn mà về họ cúng. Là những người dân ngày xưa sinh sống ở đây biết cái ngày này ta về ta cúng đúng rồi, ta tới ta cúng mà mình đâu có mời ai đâu. Nói chung là cái ngày miếu là ta nhớ ngày là ta tới về ta cúng à, là đúng ngày 11 tháng 2. À, 11 12 tháng 2. Lúc nãy có một cái cô kia chia sẻ với con rằng có một cái người phụ nữ ban đêm đi ngang qua ngôi miếu, tôi không biết vì một lý do gì đó sáng lại kêu chú mở cửa thắp hương là sao chứ? Là cái đó là ba người đàn bà, và cái hừng đông sáng là bắt đầu kêu chú mở cửa vô đốt nhang qua ông, rồi chú mới hỏi chứ ủa sao mới hừng đông sáng mà sao mà bà ba chị đi cúng sớm vậy? Cái bà mới kể là bà mới nói tại vì hồi tối á đi về ngang, rồi bắt đầu mới thấy là ba ông lớn lắm đó, mà bà cũng hỏi trong cái miếu này ba ông có tượng không chú, rồi tôi mới nói là không, ở trong miếu là thờ ba ông ngựa chứ không có tượng đó. Bà nói cho tôi ngủ thì thấy tượng lớn lắm, ba ông kêu ghé vô đốt nhang ba ông phù hộ, cho nên tụi tôi mới qua, tụi tôi cúng sớm đó, là vậy đó. Chứ mình ngoài ra tôi cũng có biết gì đâu. Sáng sớm rồi đi tới tìm chú đúng rồi, sáng sớm mới vừa ngủ dậy mới chừng trưa đầy 7 giờ mà thấy cho ba bà đâu đi lại đi cúng sớm, nhưng mình ngạc nhiên mình mới hỏi, chứ ngoài ra đâu có biết. Chứ thường thường hồi đó giờ đâu có thấy đâu ai đi cúng miếu đâu, đâu sớm vậy đúng không? Sớm quá mình mới hỏi vậy, mấy bạn mới ngấu ra nhưng mình mới biết chứ chúng ta đâu biết. Nhưng mà nhiều người ta đi, nhiều người ta đi đường nè, nhiều khi cái người ta thấy không biết là cái gì vậy, người ta cũng ghé lại mấy xe du lịch thành phố rồi đó, ghé lại họ đốt nha, họ cúng cũng nhiều, có người vô cúng có khi thì người ta cúng gì ta cúng, với cái chuyện đó của người ta mình đâu có ấy được, ai cúng mở cửa vậy thôi, người ta vô rồi cúng. Con thấy ở đây có một cái miếu nhỏ, cái miếu bên đó là có ý nghĩa như thế nào thưa chú? Miếu bên đó là để bên phần của miếu bà. Miếu bà. Tại vì nè, nói chung là hồi đó là nằm ở trong kia, nằm cái cánh né bên đây, né bên trong cái vòng bên đây. Dạ. Thì mới dời ra là bên dời ra mới để miếu bà thờ thôi, chứ ngoài ra cũng không có để hình bà thờ. Nhưng mà thấy dân rồi giờ mình giờ ở đây là như chắc họ vô đội chúa nhiều rồi á, sao lại sao không biết gì đem chụp hình bà rồi tá lã ông binh đây là thôi tá lã hình bà ông gì đó hình lông rồi, cho nên là rồi thấy vậy rồi mà không có bác là cái miếu luôn. Dạ rồi, giờ cái miếu để thờ miếu bà đó, chú mới tỉnh hình về chú để vô chú thờ đó, cái gì á. Ban đêm một mình chú có dám đi qua bên này không chú Hoàng? Dạ em chưa, không có gì đâu, chú đi hoài. Mà tối 9-10 giờ nửa đêm kia thì mình nói chung đi cũng ớn lớn. Mạnh cái sống lưng ở dài đúng, dạ. Không dám qua.
Nhưng mà ví dụ như vừa tối á, đó mình qua ví dụ như mà qua có việc gì á thì ví dụ mình cúng kiến thì ví dụ có nhậu nhẹt hay gì 4-5 người á thì ở tới 8-9 giờ được, 10 giờ được, chứ mình mà qua đây nửa đêm nghe cũng vẫn sống. Không có chú có thiệt. Nãy chú kể với con á, mà buổi trưa mà con nói thiệt là da gà con nó rợn rợn luôn. Lúc mà con vừa bước vô trong chánh điện của miếu bao á, là lúc đó tự nhiên con cảm thấy người mình nó thấp xuống, tự nhiên cái mình có cái cảm giác như một cái luồng gió gì đó nó thổi qua cơ thể của mình, lạnh lắm. Tự nhiên hai bên cái lỗ tai của mình nó lạnh lạnh, rồi tay chân của mình tự nhiên nó nổi da gà sần 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 lên luôn á. Có lúc á, chú vô lúc nhan lâu thì kia, mà có lúc á vô lúc nhan mình rượu quá gì hết, có khi á không biết đâu đi vô đốt nhang tự nhiên cái tóc gái gì cũng như mới dựng đứng lên ráo luôn, à không hiểu được chứ giỡn tóc gái lên á. Mà chú đốt nhang thường hoài nhưng mà lâu lâu chú mới nghĩ lần vậy, chuẩn bị ha. Chuẩn bị rồi tự nhiên cái mình vô đốt nhang, ủa sao nay kỳ ta đốt nhang tự nhiên giỡn tóc gái lên ráo trời. Nghe con đi cũng nhiều nơi lắm luôn á chú Hoàng, nhưng mà đây là lần đầu tiên con mới nghe được cái miếu ba ông luôn á. Thật sự nó rất là lạ, tại vì trước giờ mình hay nghe miếu là miếu bà chú xứ nè, rồi miếu năm mẹ ngũ hành nè, nhưng mà chưa bao giờ nghe cái miếu nào mà tên là miếu bà ông luôn á. Thật sự lạ. Hồi xưa là lần kêu lên đập lập miếu à đó, bởi vì thường thường ở đây người ta mới nói ủa miếu miếu bà miếu đồ không cửa sâu có miếu bà ông mới là thẳng đó. Dạ. Chú Hoàng cho con hỏi là cái tháp cao cao này là cái gì chú Hoàng? Mộ là mộ của ba ông, lấy cốt của ông luôn vậy. À có nghĩa là cốt của ba ông nằm dưới cái chân tháp này. Ừ, dạ. Con đi lên phía đằng trước con vậy cho biết cô anh chị được xem. Đây đây, tháp này là tháp của ba ông này nha quý cô bác anh chị. Đằng này là miếu bà. Thì hôm nay Tình có đi đến xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thì được chú Hoàng chia sẻ cho Tình về cội nguồn của miếu Ba Ông, một trong những câu chuyện tâm linh rất là ly kỳ. Miếu Ba Ông rơi vào ngày lễ sẽ là ngày 11, 12 tháng 2 hàng năm. Quý cô bác anh chị gần xa có thể đến thắp hương ở miếu Ba Ông vào những ngày đó. Hiện tại thì clip đã khá là dài, thì Tình xin chào tạm biệt quý cô bác anh chị tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong một nội dung mới nhất.